Lanh FC vớ bẫm nhờ Huỳnh Như. Huỳnh Như đang là cái tên được quan tâm nhất của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Tuy chưa thể hiện được nhiều tại kỳ World Cup lần này, thế nhưng cô lại là một cầu thủ rất quan trọng đối với đội bóng chủ quản của mình. Được biết, Lanh FC đang cố gắng đàm phán để ký hợp đồng với Huỳnh Như thêm ít nhất một mùa giải nữa và bản thân tiền đạo 31 tuổi này cũng sẵn sàng cho điều đó. Không chỉ giúp Lanh FC tăng gấp 3 lượng người theo dõi trên mạng xã hội, Huỳnh Như còn góp phần giúp câu lạc bộ Bồ Đào Nha này tăng lượng áo đấu bán ra cho cổ động viên lẫn số vé vào sân xem thi đấu. Trong thời điểm diễn ra World Cup nữ 2023, tờ Tribuna Espresso của Bồ Đào Nha đã có một bài viết liên quan tới Huỳnh Như và được nhiều cổ động viên chú ý. Nội dung bài viết ca ngợi, tiền đạo nữ 31 tuổi này gọi cô là Ninja Việt Nam và nhấn mạnh việc cô giúp Lanh FC tăng lượng người theo dõi trên mạng xã hội gấp 3 lần, cũng như thu về nhiều con số ấn tượng khác. Cụ thể, Tribuna Espresso viết, Huỳnh Như chỉ cao 1m57 và nặng 50kg, mức trung bình đối với một người phụ nữ ở Việt Nam, nhưng cô ấy lại là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất ở đất nước này. Huỳnh Như hiện khoác áo Lanh FC, là cầu thủ duy nhất của đội bóng này dự World Cup nữ 2023. Cô ấy thích ăn mừng bàn thắng theo kiểu siêu của Cristiano Ronaldo, thích hạt dẻ nướng và thích hướng dẫn đồng đội nhảy theo những điệu nhạc vui vẻ trên TikTok. Khi Huỳnh Như đến Braga gần một năm trước để chơi cho Lanh FC, cô ấy gần như không nói được tiếng Anh, chứ đừng nói là tiếng Bồ Đào Nha. Thế nhưng cô ấy lại có thể thích nghi rất nhanh với con người, phong tục và quan trọng nhất là bóng đá nơi đây. Cô ấy làm điều đó một cách dễ dàng, luôn hòa đồng với đồng đội nhờ sự khiêm tốn và sẵn sàng học hỏi của mình. Ngay cả huấn luyện viên Duarte Pacheco cũng rất quý mến cô ấy. Những hạn chế về chiều cao và cân nặng được cô ấy bù đắp bằng kỹ thuật và sự thông minh. Cô ấy di chuyển rất tốt và rất nhạy bén với các bàn thắng. Cùng theo tờ Tribuna Espresso, nhờ Huỳnh Như, Lanh FC đã tăng gấp 3 lượng người theo dõi trên mạng xã hội, phần lớn đến từ Việt Nam. Ngoài ra, đội bóng này cũng hưởng lợi nhiều khía cạnh khác khi sở hữu tiền đạo người Trà Vinh trong đội hình, nhưng lượng áo đấu bán ra của họ ở mùa giải vừa qua đã tăng trưởng tốt, lượng cổ động viên vào sân cũng đông hơn.